trend TikTok. Mô hình này cũ quá rồi đó. Đảm bảo là thầy sẽ không thích cho mà xem. Ai đợi giờ này rồi, thời đại nào mà còn đi làm mấy cái này? Chả biết học hỏi, tiếp thu những thứ mới mẻ gì hết trơn á. Nếu không nghĩ ra được, thì cũng nên tìm tòi chứ. Đúng vậy, thật là chẳng có sự sáng tạo gì. Dầm ba ý tưởng cũ kỹ, sinh viên trường mỹ thuật gì á mà chẳng có chút sáng tạo nào. Giờ này còn ôm mấy cái ý tưởng cũ rích này thì chẳng làm nên trò trống gì đâu. Nhìn thôi đã thấy phát chán rồi. Đúng là lâu lắm rồi, mình không nghĩ được cái gì mới mẻ cả. Đầu óc của mình chai lì mất rồi. Mình cố gắng ngồi rất nhiều giờ, cả buổi khuya để nghĩ ngợi, tìm ý tưởng mà trong đầu cứ trống rỗng, càng nghĩ càng không ra được gì cả. Nên thôi mình đành phải làm lại những ý tưởng cũ này. Thà có còn hơn không, biết sao bây giờ. Phương Anh à, qua đây chị nói này. Chị gọi em à. Có tin vui nè. Chuyện này chị muốn báo với em để em chuẩn bị tinh thần. Ngày mai quán của mình sẽ được bên truyền hình về quay phim trong chuyên mục Quán Đẹp đó. Họ mới gọi báo cho chị chuẩn bị trước đây nè. Chị báo để em biết rồi dọn dẹp quán giúp cho chị. Ngày mai em nhớ ăn mặc thật đẹp một chút để còn lên tivi nha. Dạ, thật hả chị? Vui quá, bất ngờ quá chị à. Nghe chị nói mà em không tin được luôn đó. Mà họ thông báo hơi gấp, chắc giờ mình phải lo chuẩn bị dần cho kịp chị ha. Ừ, chứ còn gì nữa. Chốc ở lại phụ chị dọn dẹp chút nha. Mình sửa lại quán một tí để lên sóng nhìn có thiện cảm hơn chút. Biết đâu sau này quán của mình lại đông khách hơn cũng không chừng đó. Mọi người sẽ đến check in xem thử có giống như trên TV hay là không. Dạ vâng chị, em cũng mong như vậy. Chị ơi, chỗ chai lọ thủy tinh này em để đây nha. Chị để tạm thôi ạ, em vừa dọn ở góc nhà. Lâu rồi mình chưa có thời gian thanh lý số chai lọ này, nên sau quán hơi bừa bộn á. Ừ, em để đó đi. Để đó mà chị gọi ve chai qua bán cho gọn. Quán chỉ có chị với em, thành ra lâu nay không có thời gian dọn dẹp lại. Giờ mới có dịp sửa soạn lại nè. Chứ lên tivi mà bê bết thì sao gọi là quán đẹp được chứ. Em giúp chị tay bê hết mấy thùng giấy ấy ra để đây đi ha. Đẹp quá. Mà bỏ thì phí, mà để thì cũng chả dùng được việc gì cả. Làm sao đây ta? Không biết có thể trưng dụng để tái chế vào sản phẩm nào không nhỉ? Chứ giờ bỏ đi thì uổng lắm. Thôi chết rồi, chị nhỡ tay làm vỡ mấy cái lọ hoa để bàn. Làm sao bây giờ? Mấy bình chị mới mua hôm rồi để trang trí, bây giờ mất công phải đi mua lại, mà không chắc loại này còn không nữa. Chị có sao không chị? Chị cứ để đó em làm là được mà. Em định dọn dẹp mấy cái chai ngoài sân rồi mới vào dọn trong nhà. Thôi chị không có sao đâu, để chị dọn mấy mảnh vỡ lại. Tại chị thấy nay em làm tăng ca, lại phải ở lại phụ chị, nên sợ em mệt thôi. Chị đỡ em chút mà thành ra như thế này đây. Chán thật à, tay chân có vụng về sao á. Cầm có mấy cái lọ mà cũng không xong nữa, giờ còn mất công phải chạy đi mua lọ hoa mới. Trời ơi, có gì đâu chị, em làm được mà. Chị cứ để đó, em làm loáng chút là xong ngay thôi mà. Em quen rồi, không có sao đâu. Trời, thôi chết rồi. Mai bên truyền hình qua quay sớm rồi đó, mà tình hình kiếm đâu ra lọ hoa để bày bàn được bây giờ. Hoa thì đặt sớm được, chứ lọ thì làm sao mà chọn ngay. Mười mấy bàn lận á, phải đồng bộ chứ không linh tinh được. Chị vụng về quá, bề có mấy cái lọ hoa mà cũng không nên, rồi giờ tự làm khổ mình. Mấy chục cái lọ biết kiếm đâu ra bây giờ. Mà ngày mai đã quay rồi, thời gian gấp gáp quá, biết làm sao bây giờ hả trời ơi. Hay là mình gọi họ xin hẹn hôm khác đi, chứ bây giờ mình chưa chuẩn bị kịp mà. Em có cách nè. Chị cứ để việc lọ hoa cho em lo. Em có cách rồi, đảm bảo vừa nhanh vừa đẹp.
chị sẽ phải bất ngờ cho mà xem. Sao hả? Em có mối lấy lọ hoa à? Hay quá vậy, liên hệ giúp chị đi. Thâm quá, chị không biết xử lý thế nào. Dạ không phải, nhưng chị yên tâm, em sẽ không để chị thất vọng đâu. Ngày mai chị đến là chị biết. Mà em có cần chị giúp đỡ gì không? Em làm chị tò mò quá, sao lại có vẻ bí mật như vậy? Dạ, chị cho em chỗ chai thủy tinh kia nha. Không biết những cái chai này có làm được gì không ta? Bỏ đi thì thật là uổng phí. Mình sẽ cố gắng tận dụng nó. Nhìn nó cũng xinh xắn mà. Nhưng giờ vẽ lên nó... gì đây ta? Để trông vừa sinh động, giản dị mà khác biệt. Đủ rồi, ngày mai chỉ việc cắm hoa nữa là xong. Giờ quán chỉ toàn là những món đồ đi mua về dùng. Hôm nay mình phải thử thay đổi bằng những chiếc lọ hoa tái chế này thử xem sao. Hy vọng là chị chủ và khách đến quán sẽ thích ý tưởng này của mình. Tưởng đơn giản mà cũng mất nguyên đêm mới xong ấy chứ. Lọ hoa đủ rồi đây chị. Chị em mình chuẩn bị cắm hoa trang trí để đón khách thôi chị ơi. Chị xem thử coi có được không? Em muốn quán của mình có điều gì đó khác biệt hơn so với trước kia đó. Ủa? Trời ơi, đẹp quá vậy. Ở đâu đây? Em tìm ở đâu ra thế? Lạ ghê. Thú vị đó nha. Lần đầu chị mới thấy lọ hoa kiểu này á. Chị không nhận ra sao? Đó là những chiếc chai thủy tinh em nhặt sau quán đó. Em mang về rửa sạch và vẽ họa tiết lên cho nó ấy mà. Với những cái chai này, chị sẽ không cần tốn đồng nào để đi mua lọ hoa mới, mà có thể tận dụng được từ những thứ tưởng chừng đã bỏ đi. Em chỉ cần bỏ ra chút thời gian và suy nghĩ mình nên vẽ lên đó những gì cho phù hợp mà thôi à. Vừa tiện, vừa mới lạ, mà cũng có thể sẽ là nét riêng của quán mình đó chị. Lát nữa khi nhà đài qua quay á, biết đâu sau khi lên truyền hình, khán giả lại càng chú ý và yêu thích quán mình với cách trang trí đặc biệt này hơn. Ừ ha, chị quên mất là em học mỹ thuật mà. Thật không ngờ những cái chai bỏ đi mà em lại biến hóa cho chúng thành những lọ hoa xinh xắn đến như vậy. Hôm qua khi em hỏi xin mấy cái chai thủy tinh này, chị cũng chưa nghĩ ra được là em định làm cái gì đâu. Chị lúc đó còn đang mãi nghĩ ngợi làm sao mà ngày mai mua được số lọ hoa ưng ý ấy chứ. Chị lo đến nỗi á, về nhà không nuốt nổi cơm luôn đó em. Tối lên giường chị cũng lại suy nghĩ. Chị lo không biết là em kiếm đâu ra số lọ hoa để thay thế. Có lúc định nhấc điện thoại lên gọi cho em để hỏi tình hình thế nào. Nhưng mà nghĩ lại lúc đó em đã nói ra rất chắc chắn nên chị lại thôi. Chị tin tưởng ở em nên em sẽ làm được. Mà đúng là em làm được rồi, mà còn làm chị bất ngờ nữa đó. Trong lúc vẽ những chiếc lọ này, em nghĩ ra một phong cách rất riêng cho quán ta đó chị. Những chiếc lọ không chỉ để cắm hoa, chúng ta có thể treo nó lên như những chiếc chuông gió nè, hoặc để dán menu quán nữa. Em nghĩ mình sẽ tạo ra một không gian rất tinh tế và nhẹ nhàng. Chị thấy ý tưởng đó của em thế nào chị? Nếu được thì ngay từ hôm nay, quán mình sẽ không vứt đi các chai thủy tinh nữa, mà tích góp dần dần để trang trí từng góc. Hết góc này rồi đến góc khác, quán sẽ vừa xinh đẹp, khác biệt hơn, mà chị cũng sẽ đỡ phải lo xử lý đống chai thủy tinh này nữa. Không những bảo vệ môi trường, lại còn tiết kiệm chi phí cho quán. Hay quá, chị rất nóng lòng muốn thực hiện ý tưởng của em đó. Nào, chúng ta bắt tay trang trí đi. Bên truyền hình sắp qua rồi đó. Rồi, chị hồi hộp quá. Đây là lần đầu tiên có người phỏng vấn mình, rồi lên truyền hình nữa chứ. Cảm giác trong người á, vừa lâng lâng nè, vừa lo lo á em. Hy vọng là mọi việc sẽ ổn. Giờ này có chương trình quán đẹp đó, xem có chỗ nào hay hay, tham khảo, cho vào bài tập nộp tuần tới. Từ khi học ngành này, mình hầu như chưa bỏ số nào của chương trình, toàn những ý tưởng độc lạ ở khắp nơi á. Cậu lại xem với tớ nè, đảm bảo cậu thích luôn. Mà biết đâu lại còn phục vụ tụi mình cho buổi học nữa chứ. Thôi, cất cái iPad đi. Hôm nay, chương trình quán đẹp sẽ đưa khán giả đến tham quan một quán cà phê. Có thể nói, đây là một trong những quán cà phê có phong cách vô cùng độc đáo.
thiết kế ấn tượng đến từng chi tiết. Cách trang trí ở đây không chỉ lạ mắt mà còn bắt nguồn từ những vật dụng rất gần gũi với tất cả chúng ta. Và thật bất ngờ, người thiết kế quán cà phê này lại chỉ là một sinh viên thiết kế nội thất. Bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau tham quan một vòng quanh quán và trò chuyện với người chủ của quán cà phê xinh xắn này nha. Ban đầu, quán của tôi xây dựng theo lối cổ điển, tuy nhiên nó không được ấn tượng cho lắm. Tất cả đều giống như bao nhiêu quán cà phê bình thường khác, cũng chỉ có bàn ghế, những vật dụng phổ thông. Trên thành phố thì có rất nhiều quán cà phê với nhiều cách thức trang trí khác nhau. Vì vậy, từ lúc mở quán, tôi vẫn luôn rất trăn trở để làm sao quán của mình có thể gây được ấn tượng và thu hút khách đến đây. Rất may được bé Phương Anh tư vấn thay đổi phong cách cho quán. Tôi rất bất ngờ vì sự sáng tạo của em ấy. Từ khi Phương Anh đến, quán của tôi đã thực sự thay đổi hoàn toàn diện mạo, không còn theo kiểu cổ điển lối mòn như trước. Và tôi thật sự rất thích với phong cách hiện tại của quán mình do Phương Anh tư vấn. Nhưng cũng không ngờ là điều đó đã được đài truyền hình để ý và giới thiệu với đông đảo khán giả của chương trình Quán Đẹp. Ê Ngọc Ngọc, nhìn kìa, phải cái Phương Anh không? Phương Anh học chung lớp với bọn mình đó. Tôi nghĩ rằng ý tưởng và sáng tạo luôn bắt nguồn từ những điều đơn giản nhất trong cuộc sống. Tôi rất vui vì thiết kế của tôi được chú ý. Tôi cũng thật sự bất ngờ về điều này. Ban đầu, khi đề xuất ý tưởng, tôi chỉ nghĩ đơn giản là có thể làm gì đó giúp cho quán khác biệt hơn một chút, độc đáo hơn một chút, để giúp khách khi đến đây sẽ có ấn tượng với quán. Lúc đề xuất, tôi cũng rất lo, không biết là chị chủ có hài lòng với ý tưởng này của mình không. Tôi hy vọng cách trang trí giản đơn này sẽ góp phần bảo vệ môi trường và những khách có dịp ghé thăm quán cũng sẽ hiểu được thông điệp này để cùng góp phần hạn chế đi rác thải. Khi thực hiện ý tưởng, tôi không ngờ rằng có ngày nào đó mình lại được lên sóng truyền hình để chia sẻ về công việc như thế này. Rất mong mọi người ủng hộ cho tôi và cho quán cà phê nhớ nha. Hãy cùng giúp quán cà phê chia sẻ thông điệp về sự sáng tạo và bảo vệ môi trường từ những điều giản dị trong cuộc sống đến tất cả mọi người. Bạn ấy đã làm được rồi. Phương Anh nói đúng. Ý tưởng và sự sáng tạo bắt nguồn từ những điều đơn giản và cuộc sống. Chúng mình lâu nay vẫn luôn cố gắng chạy theo xu hướng, chạy theo những ý tưởng trên mạng xã hội mà quên mất sự sáng tạo luôn có ở quanh ta, từ những vật dụng gần gũi và giản dị trong cuộc sống hàng ngày. Chốc ra cà phê nhớ nha, tớ mời. Chúng mình phải ra chúc mừng cho ý tưởng của Phương Anh đã được nhiều người biết đến. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.